Trong tập trước, cuộc sống của gia đình anh Hoàng vốn vẫn luôn hạnh phúc, nhẹ nhàng và bình yên như vậy, cho tới khi Hương gặp lại bạn trai cũ là Đức. Mối quan hệ đã dừng lại được vài năm, nhưng tới ngày gặp mặt, hai kẻ tình nhân đã quyết định nối lại thứ tình cảm còn vương vấn bấy lâu nay. Kẻ đã ly hôn, người đã có chồng. Hơn nữa, anh Hoàng lại là hình mẫu người chồng mẫu mực điển hình, nuông chiều vợ con mà bao người mong muốn. Dường như việc công khai mối quan hệ ngang trái này là không thể. Cho tới bữa nhậu định mệnh, nơi những hình ảnh tình tứ săn sóc lẫn nhau của đôi vợ chồng khiến ý định sát hại anh Hoàng cứ lặp lại trong suy nghĩ gã thanh niên Đức, hết lần này qua lần khác. Và điều gì đến cũng đã phải đến. Này thì... Sao anh đến giết anh ấy? Tình cảm mà Hương dành cho Đức là thật, nhưng anh Hoàng cũng là người đầu ấp tay gối với Hương mấy năm trở lại đây. Nên khi chứng kiến người chồng bị nhân tình sát hại, Hương không khỏi hoảng loạn, bởi người chồng xưa nay luôn cưng chiều cô hết mực đã không còn nữa. Biết à? Nghe nói không? Đưa này. Cô vợ khó có thể giữ được bình tĩnh. Tiếng than khóc của Hương cứ vang vọng trong căn phòng đầy u ám, nơi mà cuộc hôn nhân của cô với anh Vũ Duy Hoàng đã thực sự kết thúc. Trong suy nghĩ của thanh niên Đức, nhát dao không chỉ đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân vốn đã khiến hắn ta nhức mắt bấy lâu nay, mà còn mở ra một khởi đầu mới cho mối tình vụng trộm với cô người tình mà hắn ta đem lòng yêu thương. Với Đức, hắn không phải vừa phạm tội, mà gã chỉ đang hành động vì tình yêu chân chính của mình. Đâm lao theo lao, kẻ thù ác lôi anh Hoàng ra chôn ngay trong vườn cà phê của gia đình. Dù trong đêm tối khuya khoắt, nhưng hắn ta cũng không quên nhìn ngó xung quanh, cẩn thận đề phòng ánh mắt của bất kỳ ai có thể tình cờ đi qua và chứng kiến quá trình hắn ta che giấu hành vi thủ ác của mình. Chỉ không lâu nữa thôi là đến thời khắc mặt trời mọc, nên hắn ta chỉ kịp che lấp anh Hoàng một cách sơ sài bằng những cây cỏ khô còn sót lại trong vườn. Vài tiếng sau đêm kinh hoàng, Hương vẫn chưa hết hoảng loạn vì điều vừa mới xảy ra với gia đình mình. Tâm trạng Hương giờ đây rối bời. Dẫu biết mình có tình cảm với Đức, vì tình nghĩa vợ chồng bao năm, Hương có bảo Đức dắt mình ra đến nơi anh Hoàng nằm lại. Cốt cũng để biết nơi mình sẽ thắp nhang. Em có lỗi với anh. Em làm cái gì vậy? Đứng dậy. Tha lỗi cho em. Tha lỗi cho em anh ơi. Cái gì vậy? Đứng lên đi. Im mồm. Im mồm. Như thế bây giờ. Anh nói im mồm cơ mà. Thế đừng hư hết. Trước nay Đức chưa từng nghi ngờ về tình cảm của Hương dành cho hắn, nhưng những hành động vừa rồi của Hương cũng đủ để lại trong Đức nhiều suy nghĩ. Nơi hắn ta chôn anh Hoàng tối qua lại nằm gần một bãi đất nơi người dân địa phương hay đến đốt rác thải sinh hoạt. Lo sợ tội ác bị bại lộ, một ngày sau, Đức đào nạn nhân lên, trở về rẫy cà phê của một gia đình gần nhà Đức, đào hố chôn giấu cách nơi sát hại nạn nhân khoảng 20 km. Bản thân Đức cũng là người từng có tiền án tiền sự, nên hắn biết rất rõ, kể cả Hương không hét to đến vậy, thì việc chôn anh Hoàng chỉ một lần ngay tại vườn cà phê của gia đình là rất mạo hiểm. Sao anh lại đào xác ông ấy lên? Sáng hôm sau, người vợ tiến về mảnh vườn nơi người chồng quá cố nằm lại, thì thấy phần đất đã được đào lên một lần nữa. Anh thôi đi! Anh cút đi! Cô vẫn tiếc nó à? Cần gì phải đây? Đi về! Đi về! Anh ơi! Em xin anh! Em lạy anh! Anh rất thương giá. Em cho anh ấy đến hương. Cho anh muốn làm gì thì làm. Thôi được rồi. Đi! Dù cho đã ra đi, nhưng hình bóng anh Hoàng vẫn còn vương vấn trong tâm trí người vợ Vũ Thị Tuyết Hương. Nhưng trong vụ án này, tình cảm chính nghĩa đã không chiến thắng. Sau khi nghe những lời thuyết phục của Đức, với tâm trạng của một người phụ nữ vừa quá chồng, Hương cũng gật đầu đồng ý nghe theo tiếng gọi trái tim. Từ đây mà ả quyết định cùng Đức che giấu hành vi tội ác của nhân tình. Anh Vũ Duy Tú là anh trai của nạn nhân trong vụ án. Việc ghé qua nhà em trai hỏi thăm tình hình hàng sáng đã trở thành một thói quen của anh Tú. Nhưng ngày hôm đó, anh Tú lại bắt gặp hình ảnh cô em dâu Vũ Thị Tuyết Hương đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt, một gã thanh niên xăm trổ bặm trợn. Hình ảnh này cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của anh Tú cho tới vài ngày sau. Em. Như sáng mọi ngày, anh Vũ Duy Tú đi làm dãy, có đi ngang qua nhà em trai, nhưng lại không thấy em trai dậy sớm làm việc như thường lệ. Người đàn ông bèn vào nhà hỏi thăm tin tức từ cô em dâu. Thì em biết được đâu đấy, không thể nói gì đâu. Thế nó có liên lạc gì với em không? Chả gọi gì cả, đang đợi điện thoại đây này. Ừ, thằng này lạ nhỉ. Mà mấy hôm trước anh thấy em đứng với cậu Lào ở ngoài đầu ngõ nhà mình đấy. Ai cơ ạ? Làm gì có ai đâu anh. Rõ ràng thì hôm qua hôm kia thôi, anh nhìn thấy em đứng với cậu Lào ở ngoài đầu ngõ nhà mình. Cái cậu đấy trông như thế nào hả anh? Người thì gầy gầy, mặc cái áo khoác đen. À, ôi giời, em nhớ rồi. Đấy là thằng Đức, bạn đại học của em. Anh Hoàng cũng biết nó, vì nó đến nhà em uống rượu với anh Hoàng rồi mà. Nhìn cậu này anh thấy nó thế nào? Em phải cẩn thận đấy. Nhưng mà anh hỏi thật nhé, thế vợ chồng em có nợ lần gì ai không? Hay là nó lại đến nó đòi nợ bọn em? Anh thấy bọn em có vẻ căng thẳng. Đâu, anh làm gì có chuyện gì đâu, bạn bè bình thường thôi mà. Vậy em phải cẩn thận đi nhé. Vâng, em biết rồi. Thế bây giờ em để ý xem là thằng Hoàng nó có cái thông tin gì không, thì em báo ngay cho anh. Em cũng đang sốt hết cả ruột rồi đây này. Ok, thế thôi anh về đã nhé. Có gì em hãy báo ngay cho anh nhé. Vâng. Anh đi về nhé. Vâng, anh về ạ. Dạo này thế nào mà anh toàn mơ thấy thằng Hoàng nó cứ ngồi nó khóc thôi. Ui giời, mơ miếc gì, anh cứ hay suy nghĩ linh tinh. Em cứ bình chân như vậy, chả lo nghĩ gì cả. Mà xưa nay anh Hoàng anh ấy hiền lành, có gây thù chuốc oán gì với ai đâu. Em này chồng nó đi mấy ngày rồi không liên lạc gì mà cứ giữ như không. Thế để ý nhé, có cái thông tin gì thì báo ngay cho anh biết chưa. Vâng. Thôi anh đi về đây. Do anh Hoàng là người con thứ trong gia đình có 3 anh em, bố mẹ đều đã mất. Ngay khi anh Tú vừa rời đi, Hương tiên đoán anh Tú sẽ đặt nhiều nghi vấn cho việc em trai bỗng dưng không về nhà. Trong lúc tâm lý chưa ổn định, Hương ra sân sau, nơi anh Hoàng từng nằm lại thắp nhang, cầu nguyện cho linh hồn anh sớm được siêu thoát. Đúng như dự đoán, do hiểu rõ tính cách người em trai chung sống bấy nhiêu năm, cùng với hình ảnh đầy khả nghi của cô em dâu bên người đàn ông áo đen, anh Tú cảm thấy có điều gì bất thường nên đã đi theo Hương về phía bãi đất nơi anh Hoàng nằm lại. Hương chỉ không ngờ rằng cặp mắt tinh tường của anh Tú đã chứng kiến được toàn bộ việc Hương đột ngột cúng vái, hết sức khả nghi. Những hình ảnh này ám ảnh quẩn quanh tâm trí anh Tú cho đến tối ngày hôm đó. Mấy ngày sau vẫn chưa thấy anh Hoàng về nhà. Anh Tú liên tục gọi vào số máy Hoàng nhưng chỉ nhận được tiếng thuê bao. Cảnh tượng mờ ám của cô em dâu trong vườn cứ liên tục tái hiện trong tâm trí anh, khiến anh Tú nghi ngờ liệu chính Hương có phải là kẻ thủ phạm trong vụ mất tích bí ẩn của em trai mình. Kiên quyết bao che cho hành vi phạm tội của cá nhân tình, Hương sau đó đã đăng tải thông tin tìm kiếm người nhà mất tích lên Facebook nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ. Bài đăng của Hương sớm nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Có những người còn thậm chí khuyên Hương nên đi tìm các thầy bói để họ giúp đỡ bằng các biện pháp tâm linh. Nội dung bài đăng khẩn thiết là vậy, nhưng Hương biết rõ chuyện gì đã xảy ra với người chồng quá cố của mình. Tôi đã bảo rồi, cô cũng hay ra thắp hương nó. Mồm thì lầm bà lầm bẩm, không sợ người ta biết à? Nhưng mà mỗi lần tôi ra thắp hương, làm gì có ai ở đấy đâu. Làm gì có ai? Làm sao cô biết được? Khóc với nó, mồm lúc nào ngoặc cả lên. Nhưng mà tại anh ấy, em có muốn giết anh ấy đâu. Tại anh mạnh tay quá đấy. Im cái mồm đi. Mà tôi nói cô biết này, không làm như thế thì làm sao tôi với cô được thoải mái tự do như thế này. Mà cô không nghĩ cho tình cảm của tôi à? Anh không biết đâu. Mấy hôm nay em toàn mơ thì anh ấy thôi. Lại mơ. Cô tiếc nó à? Nhưng mà ông Tú cứ hỏi han linh tinh mấy hôm nay em không biết phải trả lời thế nào. Tú là thằng nào? Là anh của ông Hoàng chứ còn ai nữa. Thế bây giờ phải làm như nào? Anh hỏi em thì em biết hỏi ai bây giờ? Biết anh Tú sẽ truy tìm đến cùng, ngày thứ năm sau khi nghe tin anh Hoàng đi mãi không về, Đức sử dụng tài khoản Zalo của Hoàng gửi tin nhắn về cho Hương, dàn dựng kịch bản anh Hoàng bỏ đi theo người phụ nữ khác để thuyết phục người nhà dừng tìm kiếm. Cô ngồi im đấy, tôi có cách. Hoàng ơi, vào xem em. Ôi giời ơi anh ơi, anh ấy không về nữa đâu. Sao đấy? Đây, anh ấy nhắn tin cho em như thế này đây. Đâu em đưa anh xem nào. Đấy anh xem. Rồi đây anh xem nào. Anh xin lỗi em, bấy lâu nay anh đã lừa dối em. Anh đã có người khác. Ôi trời ơi, khổ cái thân tôi thế không? Thằng này, từ xưa giờ thằng Hoàng nó có phải là người như thế này đâu. Những dòng tin nhắn tuy xuất phát từ tài khoản của Hoàng, nhưng với linh cảm của người anh trai, anh Tú nhận thấy đây không hề giống với tính cách người em trai vốn hiền lành trung thủy của mình. Rất lớn. Ôi trời ơi, anh thấy là anh ấy đi theo người khác rồi, anh phải lấy lại công bằng cho em. Để anh đọc lốt còn một đoạn nữa xem nó nói gì nào. Anh xin lỗi mẹ con em, lúc nào rảnh anh sẽ gọi về cho mẹ con em. Đấy, anh ấy bỏ em rồi. Anh xem thế nào đi, khổ cái thân em lắm. Này, anh hỏi. Sao anh? Cái thời gian vừa rồi vợ chồng em có chuyện gì không? Ui giời, làm gì có chuyện gì đâu anh. Nhưng mà cái thằng Hoàng này anh biết tính nó từ xưa giờ hiền lành ngoan ngoãn, có trai gái gì đâu, xong tự nhiên nó lại có cái tin nhắn này gửi về. Thì đấy, có người khác rồi như thế thôi. Người vợ Vũ Thị Tuyết Hương đã cung cấp rất nhiều thông tin gây nhiễu nhằm che đậy tội ác của gã nhân tình. Liệu tội ác có bị lật tẩy? Liệu anh Vũ Duy Tú có truy tìm đến cùng nguyên nhân vụ mất tích bí ẩn của em trai mình? Hay công cuộc điều tra còn gặp những thử thách nào khác? Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tại tập 3 của chương trình.